Châu Kiệt Luân bệnh tật ở tuổi 43. Ông hoàng nhạc pop châu Á khiến nhiều khán giả hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của anh. Mới đây, Châu Kiệt Luân thông qua Instagram đăng tải bức ảnh anh đang phải truyền nước, cùng dòng chia sẻ cho biết bản thân đang gặp vấn đề về tim mạch. Tôi không chắc đó là một cơn hoảng hốt hay một vấn đề với tim, nhưng điều này gây ra vấn đề về hô hấp và làm tê cánh tay. Có bác sĩ nào ở đây có thể cho tôi một lời khuyên không? Cũng theo Sina cho biết, sức khỏe của Châu Kiệt Luân ở tuổi 43 không tốt. Anh hiện mắc chứng viêm cột sống dính khớp, một căn bệnh viêm khiến một số xương ở cột sống bị dính liền. Bệnh tật khiến ca sĩ thường phải sử dụng thuốc giảm đau, có khi phải ngủ ngồi. Ngoài ra, ca sĩ mắc chứng đau dạ dày. Sau chia sẻ mới nhất của anh trên Instagram, nhiều fan lo lắng rằng anh có thể mắc bệnh tim mạch. Chỉ trong một thời gian ngắn, bức ảnh kèm dòng trạng thái của ông hoàng nhạc pop châu Á Châu Kiệt Luân đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi nhận được gần 200.000 lượt thích và 10.000 bình luận. Đa phần trong số đó là đồng nghiệp, bạn bè lo lắng hỏi thăm sức khỏe của nam ca sĩ cũng như gửi lời mong anh sớm khỏe. Được biết, Châu Kiệt Luân thường xuyên làm việc với cường độ làm việc cao, thời gian nghỉ ngơi ăn uống thất thường khiến anh bị bệnh dạ dày. Lâm Chí Dĩnh bình luận, ra ngoài lái xe với em, tay không bị tê đâu, bảo trọng. Lâm Tuấn Kiệt, tôi tin rằng sẽ ổn thôi, tất cả chúng ta cần phải chăm sóc cơ thể của mình. Hay một số bình luận khác như, oh my god, bạn ổn chứ, sớm khỏe lại, cầu nguyện cho sự phục hồi nhanh chóng của bạn. Có phải do cột sống không hả anh? Anh phải giữ gìn sức khỏe, vận động nhiều hơn và đừng làm chúng tôi lo lắng nhé. Trước sự lo lắng của mọi người, bà xã nam ca sĩ Côn Lăng cũng đã trấn an mọi người khi lên tiếng thông báo về sự an toàn của Châu Kiệt Luân trên các mạng xã hội rằng mọi thứ đều ổn, cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho anh. Châu Kiệt Luân được xem là ông hoàng nhạc pop châu Á. Trong sự nghiệp, nam ca sĩ phát hành 14 album, thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới với hơn 300 concert. Châu Kiệt Luân đạt được 15 giải thưởng Kim Khúc do Đài Loan tổ chức. Ngoài ra, anh còn lấn sân sang điện ảnh với 9 bộ phim. Trong suốt 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Châu Kiệt Luân vẫn là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất Trung Quốc với hơn 330 triệu đô. Thậm chí sức hút của anh vẫn không hề giảm. Mỗi khi ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào đều được đón nhận lớn. Vào đầu tháng 4, Châu Kiệt Luân bất ngờ thông báo rằng nam ca sĩ xứ Đài được một người bạn cho hay một trong những NFT đang sở hữu đã bị đánh cắp bởi một trang web lừa đảo. Ban đầu, anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ngày cách tháng 4. Tuy nhiên sau đó, nam ca sĩ phát hiện ra rằng NFT của mình đã thực sự biến mất. Châu Kiệt Luân đã cảnh báo mọi người cẩn thận và nói rằng đây không phải là một trò đùa của anh khi thêm các hashtag vào bài đăng của mình. NFT bị đánh cắp của Châu Kiệt Luân thuộc bộ sưu tập Bora F. Yes Club, một trong những bộ sưu tập NFT có giá trị nhất thế giới. Bên cạnh sự giàu có nổi tiếng, Châu Kiệt Luân còn nổi tiếng là ông chồng quốc dân khi luôn yêu thương chiều chuộng vợ hết lòng. Dù bận rộn công việc đến mấy, ông hoàng nhạc pop châu Á vẫn thu xếp lịch trình để đưa vợ con đi du lịch, tận hưởng những dịch vụ xa xỉ nhất. Anh cũng dành tặng vợ một căn biệt thự trị giá hơn 10 triệu đô, 3 chiếc siêu xe do cô đứng tên và đồng thời đại diện thương hiệu trà sữa của bà xã. Trong mỗi dịp sinh nhật của Côn Lăng hay lễ tình nhân, anh gác mọi công việc để trở về bên bà xã. Hình ảnh tài tử tự tay chuẩn bị bữa tiệc hay những món quà tặng bạn đời khiến nhiều người xúc động.